thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 650 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Và dự báo là trong 24 giờ tới thì áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 360 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên tốc độ, thế nhưng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, có khả năng mạnh lên thành bão ở ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm giữa áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong vòng 24 giờ tới, tức là vùng có gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, là từ vĩ tuyến 13 đến 16,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3. Đi sâu vào đất liền, không chỉ có áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực trung bộ nước ta, mà không khí lạnh cũng dồn xuống và tác động tới khu vực này. Toàn miền trời lại có mưa to, và đặc biệt là đối với các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Quảng Ngãi, khả năng có mưa rất to từ hôm nay 15 tháng 10. Người dân trung bộ sẽ lại phải oan mình để gánh thêm một đợt mưa lớn nữa. Do có mưa nên nhiệt độ toàn khu vực không cao, trưa chiều nhiệt độ không vượt quá ngưỡng 29 độ. Đà Nẵng, một trong những nơi có trọng tâm mưa lớn trong đợt lũ dữ vừa qua, sắp tới khu vực sẽ lại tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì thế mà hôm nay trời âm u nhiều mây, và càng về chiều tối thì mưa sẽ càng gia tăng cả về diện và lượng. Trong mưa lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông lốc, ngập úng hay là sạt lở đều có nguy cơ cao xảy ra. Người dân cần đặc biệt lưu ý. Mưa lớn kéo theo nhiệt độ giảm thấp và dao động ngày đêm ở ngưỡng từ 24 cho đến 27 độ. Xuôi xuống phía nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tác động hút gió của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khiến cho gió mùa Tây Nam tại đây sẽ hoạt động mạnh. Trời nhiều mây và có mưa xuất hiện cả ngày và đêm, nên thời tiết tại các tỉnh thành phía Nam còn khá mát mẻ, với mức nhiệt độ trưa chiều chỉ dao động trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ. Về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm chỉ còn từ 20 đến 23 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 23 cho đến 25 độ đối với khu vực Nam Bộ. Nằm ở Đông Nam Bộ, ngày hôm nay cũng là một ngày mưa nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời nhiều mây, có mưa ngắt quãng. Tuy nhiên, từ khoảng đầu giờ chiều trở đi thì mây đen sẽ kéo đến và gây mưa lớn cho khu vực. Mưa dồn dập kèm theo các hiện tượng như là gió giật, lốc xoáy, ngập úng. Do đó, người dân cần tránh ra ngoài nếu có dấu hiệu xảy ra dông mạnh để đảm bảo an toàn. Về tình hình nhiệt độ ở tại đây dao động trong ngưỡng từ 25 cho đến 29 độ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, bão số 7 đã tan nhưng hoàn lưu gây mưa của nó thì vẫn còn, lại cộng thêm với tác động của không khí lạnh khiến cho mưa dông trong hôm nay vẫn sẽ diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, với trọng tâm mưa lớn ở Quảng Ninh và Hải Phòng, với lượng mưa có thể lên đến 200-350mm, các nơi khác phổ biến trong khoảng từ 50-150mm. Về tình hình nhiệt độ, trưa nay ở Bắc Bộ nhiệt độ không cao, chỉ phổ biến từ 22-25 độ. Trong khi đó, ban đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 19-22 độ, trời lạnh vào ban ngày và lạnh sâu về đêm. Không nằm ngoài kiểu thời tiết đó, thủ đô Hà Nội trưa nay tiếp tục có mưa vừa mưa to. Những cơn mưa không chỉ khiến cho nhiệt độ trên khu vực giảm mà còn gây ra khá nhiều phiền toái cho việc lưu thông của người dân bởi đường xá trơn trượt, tầm nhìn bị giảm thấp. Do đó quý vị lưu ý kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn. Còn về nhiệt độ, mức nhiệt cao nhất trưa nay ở thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 22-24 độ. Trong khi đó, đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng 20 độ, trời lạnh. Từ nay đến ngày 16 tháng 10 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ liên tục có mưa. Trong đó, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến là khoảng 200-350mm, có nơi trên 400mm một đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh là khoảng từ 50-150mm. Do có mưa nên nền nhiệt độ trong hôm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều không cao, phổ biến từ 22-25 độ. Trong khi đó, ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 19-22 độ. Trời lạnh vào ban ngày và rét nhẹ về đêm. Trong khi đó, với khu vực còn lại của miền Trung, từ Quảng Bình trở vào, dự báo trong những ngày tới khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, nhưng cường độ thì tạm thời giảm. Tuy nhiên, từ ngày 16 tháng 10 trở đi, mưa sẽ có xu hướng tăng trở lại.
Nhiệt độ hôm nay tại khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, các tỉnh Bình Định xuống đến Bình Thuận vẫn có mưa vào đêm, sáng sớm và chiều tối. Còn ban ngày trời còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn và phổ biến từ 28 đến 30 độ. Theo nhận định, tình hình lũ ở các tỉnh miền Trung trong nhiều ngày tới vẫn còn có những diễn biến tương đối phức tạp. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế vẫn cần đề phòng với nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh, nên trong hôm nay tại khu vực này sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh phía Nam của Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Cũng do có mưa nên nhiệt độ trong ngày ở các tỉnh phía Nam sẽ không cao. Khu vực Tây Nguyên và miền Tây của Nam Bộ phổ biến từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó, tại khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ là 28 đến 30 độ. Vừa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão, lại vừa có thêm tác động của không khí lạnh và gió đông ẩm, nên trong hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to. Những cơn mưa không chỉ khiến cho nhiệt độ trên khu vực giảm đi, mà nó còn gây ra khá nhiều phiền toái cho việc lưu thông của người dân, bởi đường xá sẽ trơn trượt và tầm nhìn thì bị giảm thấp. Do vậy, quý vị cần lưu ý kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn khi lưu thông. Còn về nhiệt độ, dự báo mức nhiệt cao nhất trong hôm nay tại thủ đô Hà Nội chỉ khoảng 22 cho đến 24 độ. Trong khi đó, về đêm và sáng sớm, nhiệt độ giảm sâu xuống ngưỡng 20 độ. Tại thành phố Hải Phòng, trong hôm nay, thời tiết ở đây vẫn duy trì tình trạng mưa dông kéo dài cả ngày. Do nhiệt độ giảm cộng thêm với trời mưa nên bầu không khí sẽ có phần lạnh hơn. Dự báo nhiệt độ trong hôm nay vẫn thấp, chỉ dưới ngưỡng 24 độ. Cũng là khu vực chịu ảnh hưởng chính của hoàn lưu bão và không khí lạnh. Hôm nay và ngày mai, thành phố Vinh cũng như các khu vực khác thuộc Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa trong 2 ngày 15 và 16 tháng 10 sẽ phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi còn cao hơn, kèm theo đó là nguy cơ về gió giật mạnh, nên người dân cần hết sức lưu ý. Cũng do có mưa nên nhiệt độ trong hôm nay ở đây là khá thấp, chỉ đạt khoảng 25 độ vào trưa chiều nay, còn về đêm sẽ dao động quanh ngưỡng 21 độ. Nằm về phía nam của hệ thống gây mưa, trong ngày và đêm nay, thành phố Đà Nẵng được dự báo có mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, ban ngày trời có nắng gián đoạn, với nhiệt độ trưa chiều sẽ phổ biến từ 27 cho đến 29 độ. Người dân cần tranh thủ thời tiết giảm mưa để dọn dẹp nhà cửa, khơi thông cống rãnh trước khi có mưa nhiều trở lại. Xa hơn về phía Nam, hôm nay khu vực Tây Nguyên nói chung, trong đó có thành phố Đà Lạt nói riêng sẽ tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Vì thế mà thời tiết tại đây sẽ hầu như không thay đổi. Trong ngày trời vẫn nhiều mây và có mưa rả rích cả ngày. Nhiệt độ do vậy cũng không tăng quá cao, dao động ở ngưỡng 21 đến 22 độ vào thời điểm trưa chiều. Thậm chí ban đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống ngưỡng 16 cho đến 18 độ, tiết trời rét nhẹ. Cũng là khu vực chịu tác động của gió mùa Tây Nam nên thời tiết trong hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn được dự báo là sẽ có mưa. Trong đó mưa với cường độ khá vẫn tập trung chính vào khoảng chiều tối và tối. Ban ngày tại khu vực này trời còn nắng gián đoạn với mức nhiệt sẽ cao vừa phải, chỉ khoảng từ 29 đến 30 độ.